thứ nhất nha. Sau đây là 5 động tác yoga để Ken đang tập để làm cái phương pháp là xúc ruột bằng nước muối. Tỷ lệ muối với nước là 1 lít nước 9 gram muối. Đó là tỷ lệ mà nhà Ken đang làm. Đá thứ hai nghiêng người. Mỗi bên 10 lần. Thứ ba vặn người. Mỗi bên cũng 10 cái. Động tác tiếp theo là nằm vặn người. Mỗi bên 10 lần. Động tác tiếp theo, bạn gối. Mỗi bên cũng 10 lần.